không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của cơ quan nhà nước, tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 đã được cộng đồng doanh nghiệp tham gia hưởng ứng tích cực. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia đã tiếp tục mở ra một chương trình kích cầu tiêu dùng hiệu quả, thiết thực trong năm 2022. Chương trình đã tạo ra hiệu ứng kết nối cung cầu và được lan tỏa mạnh mẽ rộng khắp trên cả nước. Thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp đã chủ động phối hợp để triển khai các hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội chợ, triển lãm, các sự kiện tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Thấy rõ được hiệu quả của chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, do Cục Xúc tiến Thương mại thực hiện, ngay từ năm đầu tiên, các doanh nghiệp như Ngân hàng Cổ phần Quân đội MB, Techcombank, PVcombank, VPBank, Doji, Thuốc bảo vệ thực vật Sài Gòn, TH Chumil và đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị, thương mại tiện ích, app ví điện tử như Lazada, Vincommerce, Momo, Tiki, VNPay đã tích cực đưa ra các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng, chủ động triển khai các hoạt động khuyến mại phù hợp với từng ngành hàng, dịch vụ là thế mạnh của mình. Trong thời điểm triển khai các chương trình khuyến mãi, thì tập đoàn Doji có sự chuẩn bị và đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất hàng cho đến các hoạt động phân phối, trưng bày sản phẩm, đồng thời là chú trọng truyền thông, quảng bá các chương trình khuyến mãi trên các cái kênh đa phương tiện khác nhau để tiếp cận tối đa đến những khách hàng tiềm năng, luôn chú trọng xây dựng các chương trình khuyến mãi với nội dung hình thức đa dạng, hấp dẫn với khách hàng, với cái hệ thống phân phối gần 200 trung tâm rải khắp Việt Nam, các cái ấn phẩm quảng bá tại các điểm bán hàng của Doji sử dụng như là các loại standy, băng rôn, cờ phướn giúp cho khách hàng ở các khu vực nắm được các cái thông tin về các chương trình khuyến mãi một cách nhanh chóng. Tôi đánh giá là cái chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia thì rất là có ý nghĩa để kích cầu cái nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như kết nối giữa các cái doanh nghiệp sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Điều này giúp cho cái việc người dân cũng gắn bó các cái sản phẩm dịch vụ của chính Việt Nam chúng ta làm chủ được sản xuất. Hiện nay là các sản phẩm Việt Nam cũng rất là có uy tín, có chất lượng cao và đặc biệt là người tiêu dùng cũng được hưởng lợi rất là lớn vì là những cái thời điểm này là cái thời điểm mà cuối năm khi mà mua sắm đều là nhu cầu lớn và trong cái điều kiện mà chúng ta cũng tiết kiệm chi tiêu thì rõ ràng cái việc này đem lại cái ý nghĩa về mặt kinh tế cho các cái nhà tiêu dùng một cách rất là thông thái. Trên phương diện chuẩn bị cho tháng khuyến mại tập trung quốc gia thì Vincommerce đã có làm việc cùng với các nhà cung cấp và các cái phương án cung ứng ngay từ sớm. Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn cao điểm tháng 11 và tháng 12 năm nay. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái chương trình khuyến mại với giá vô cùng hấp dẫn. Và chúng tôi kỳ vọng là doanh thu cũng như lượt khách của chúng tôi tăng trưởng từ 25 đến 30% hơn so với các giai đoạn trước đây. Theo Bộ Công Thương, để đảm bảo tính công khai minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, chương trình có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và người dân trong kiểm tra giám sát hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp. Nếu bất kỳ một doanh nghiệp nào tham gia chương trình đưa ra thị trường những sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, vi phạm quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.